nay trên địa bàn tỉnh ta thì dự án thủy điện tương đối nhiều. Theo điều tra của lực lượng công an thì thủy điện trên toàn tỉnh chúng ta có đến 54 dự án. Trong đó có những dự án thì trên một tuyến đường sông khoảng 1 km đã có 2 dự án rồi. Vấn đề thủy điện thì là một cái đường đúng, nhưng mà quá nhiều thì nó gây ra nhiều thì hệ thống sông này. Vấn đề thứ nhất là mất đất mất rừng. Vấn đề thứ hai là lồng ống lũ quét. Vấn đề thứ ba là tái định cư cho nhân dân. Đây là những vấn đề mà công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra và đã có văn bản kiến nghị với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập tài liệu để tập trung phản ảnh để chúng ta xem xét lại tất cả những dự án này. Nếu những dự án nào không phát huy được tác dụng hoặc những dự án đang triển khai dở mà nó ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề mất đất, mất rừng, ống lũ quét và ảnh hưởng đến khu vực an ninh biên giới, thì chúng tôi kiên quyết để chúng ta được.